Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa và hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Kisato cùng với bác chủ đầu tư là bác Hùng cùng với anh Tiến là chuyên viên kỹ thuật của công ty chúng tôi đang có mặt tại Yên Dũng Bắc Giang để thực hiện thi công một công trình nhà kết cấu thép tại đây. Thì trước tiên thì xin mời mọi người cùng với bác chủ đầu tư cùng giới thiệu về cái công trình mà bên cháu đang thi công cho bác. Thì cháu xin phép bác giới thiệu cho mọi người được biết về cái công trình của mình bác nhé. Vâng. Dạ. Xin chào mọi người. Tôi là chủ đầu tư công ty công trình cấp nước sạch dạ. cho thị trấn Nham Biển. Dạ. Thì trạm này là một trạm thứ ba. À. Đấy, sử dụng nước mặt sông Thương. Dạ. Cái công trình này là nó có quy mô là 4.000 khối, cho nên là hệ thống thiết bị nó hiện đại, cho nên phải có cái nhà bao che. Và tôi lựa chọn cái nhà kết cấu thép của do cái công ty cổ phần kết cấu thép Thanh Hải đúng không? Đông Á. Đông Á. Đấy. Do anh Dư là giám đốc, cung cấp và lắp đặt. Với cái kinh nghiệm lâu năm của công ty của anh Dư ấy, thì là chúng tôi lựa chọn trong 4 nhà thầu. Thì anh Dư có cái hồ sơ tốt nhất. Trong thực tế quá trình thi công thì là cũng đảm bảo được chất lượng an toàn lao động. Và tôi cũng đánh giá cao về chất lượng công trình cũng như là về kết cấu cũng như là cách thức điều hành. Thì trong cái nhà này sẽ làm cái hệ thống cấp nước cực kỳ hiện đại. Để cấp nước cho thị trấn Nham Biển và mang nước sạch cho vùng Cần Liễu. Cảm ơn mọi người. Ok, bác cho trò hỏi thăm là bên trong cái nhà bao che này thì gần như là cái mức đầu tư chi phí về máy móc là rất lớn đúng không bác? Rất lớn, làm hết bên trong hơn 10 tỷ. Đấy thì cái phần kết cấu thép là cũng được bác lựa chọn rất là kỹ đúng không? Đấy thì cho cám bác về từ cái quá trình mà bên cháu đã đến với bác và cái quá trình thi công kỹ thuật và bác cảm thấy ưng ý như thế là bên cháu rất là thấy yên tâm rồi. Thì cháu cám bác nhé. Cảm ơn mọi người. Bác. Rồi. Vâng, và vừa rồi mọi người vừa nghe được những cái lời trực tiếp của chủ đầu tư từ quá trình dự thầu tới quá trình quản lý anh em ở trong đây đúng không anh? Thì anh Tiến có thể cho mọi người biết là như phía đằng sau này thì chúng ta đã thi công được trong vòng thời gian là bao lâu rồi không ạ? Cái ưu điểm của nhà thép của công ty Đông Á là đáp ứng rất nhanh được tiến độ yêu cầu của các công trình. Thì dự án này thì chủ đầu tư yêu cầu là tiến độ rất gấp, là cả sản xuất bao che nắp dựng thì là 30 ngày. Thì công trình chúng ta hiện nay là đã làm được 15 ngày tất cả. Và chỉ còn 15 ngày nữa thì sẽ hoàn thiện nốt, bao gồm các công tác bao che và hoàn thiện cửa là xong công trình. Gần như là hoàn thiện được còn một nửa thời gian nữa và chúng ta đã hoàn thiện gần như được khoảng tầm 60%, 70% rồi đúng không anh? 70% công trình. Thế thì anh có thể giới thiệu qua cho mọi người là cái nhà này với cái chiều dài và rộng nó là bao nhiêu không anh? Nhà này thì chiều dài của nhà là 50m, gồm là 7 bước, 7 gian. Và chiều ngang nhịp là 20m. Thì có cầu trục 5 tấn, chiều cao nâng là 6m. Thế nghĩa là cái trục vượt nhịp của cái chiều ngang này này là mấy mét anh nhỉ? 6m rưỡi. 20m. 20m. Khung chính là 20m. Còn thì mỗi cái cột này là cách nhau bao nhiêu anh? Còn khung hồi này là cách nhau là hai gian là 6m rưỡi và một gian là 7m. Gian giữa này là 7m đây. Thế còn cái hai cái trục bên kia anh? Trong kia trục bao dài. Gồm là 7 trục thì có 5 trục 7m và 2 trục 7m rưỡi. Thế đấy, khi mà chúng ta sử dụng kết cấu thép này thì nó mang lại những cái lợi ích gì anh? Kết cấu thép thì nó có lợi ích là thi công rất là nhanh, khẩu độ vượt nhịp lớn. Chi phí giá thành so với bê tông thì nó cũng tốt hơn, tiết kiệm hơn. Đấy là ba cái ưu điểm và nó nằm ứng luôn trong cái công trình ở đây đúng không anh? Đúng rồi. Đấy thì mời mọi người cùng chúng tôi và anh Tiến để vào bên trong tham quan về cái quá trình thi công cũng như là các cái bước mà chúng ta thi công được lên cái nhà thép này. Mời mọi người cùng tham quan tổng quan một lần nhé. Vậy thì anh Tiến có thể là giải thích cho mọi người về cái quy trình mà chúng ta sản xuất lắp dựng được cái nhà thép này không ạ? Quy trình sản xuất lắp dựng nhà thép thì bên công ty cổ phần kết cấu thép Đông Á, cơ khí Đông Á thì áp dụng quy trình khép kín, áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001/2015. Quá trình tiếp nhận thì công trình này thì có thiết kế của một đơn vị tư vấn thiết kế
Thì là công ty cổ phần Đông Á thì phụ trách cái công việc là lắp dựng từ bu lông móng, đến sản xuất kết cấu, vận chuyển lắp dựng, cả bao che. Đấy thì trong quá trình làm thì sản xuất ở nhà máy thì có một quy trình sản xuất khép kín, bao gồm dây chuyền sản xuất tự động khoảng 500 tấn một tháng nhà máy. Thì còn ra công trình thì có các quy trình về lắp dựng bu lông móng, quy trình vận chuyển, quy trình xếp hạ hàng tại công trình và quy trình lắp dựng cho từng cái hạng mục tại công trình. Thì tất cả các quy trình đều được xây dựng cho riêng biệt từng công trình và được phê duyệt từ công ty và tiến hành thực hiện. Tóm lại là em muốn hỏi anh nhé, thì tất cả các cái kết cấu thép như này là chúng ta sản xuất tại nhà máy, sau đó chúng ta vận chuyển xuống dưới này. Đúng rồi. Đấy, xuống dưới này thì chúng ta có các cái bước chính như là lắp dựng móng này, đúng anh? Xong là cái thứ hai là dựng cột này, cái thứ ba là dựng cầu trục trên đây, cái thứ tư là phần mái. Đấy, bốn bước nếu mà ở dưới công trình, đúng không anh? Thì công trình thì bao gồm các bước chính như Hóa nói, là bốn bước chính, còn có những cái bước nhỏ lẻ thì nó cũng rất dài. Nhưng mà chúng ta nói chung chung về bốn bước chính thì này có thôi. Những người mà chưa hiểu được người ta sẽ hiểu thôi. Thì đây là một cái phần cấu kiện, đúng không anh? Đúng. Hai cấu kiện mà liên kết với nhau. Cái đầu tiên là cái phần móng ở dưới, đúng không anh? Đúng. Công trình này thì chúng ta dùng móng gì anh nhỉ? Công trình này mình dùng móng cốc. Móng cốc đúng không anh? Kết hợp ép cọc xong là dùng móng cốc. Thì là có một nhà thầu xây dựng làm riêng. Và kết hợp với bên Đông Á thì là sẽ đặt bu lông móng. Thì trong quá trình làm thì kết hợp với bên xây dựng để đặt bu lông móng vào công trình. Thì sau khi đặt bu lông móng thì bên xây dựng sẽ hoàn thiện cổ móng. Và sau quá trình đủ cường độ của bê tông thì bắt đầu lắp dựng. Anh có thể cho em biết là cái bu lông móng này nó có kích thước như nào không anh? Độ sâu xuống dưới từ cốt 00. Cái bu lông móng thì kích thước thì cũng do nhà thiết kế tính toán theo cái tiêu chuẩn của Việt Nam. Thì ví dụ như bu lông móng của nhà này là M24 × 750. Trong quá trình lắp đặt thì là mỗi cụm là 8 con. 8 con bu lông. Đấy. Thì anh có thể cho mọi người biết là về cái kỹ thuật để mình liên kết giữa cái phần móng với cái phần cột của cái nhà kết cấu thép này không ạ? Đấy thì trong quá trình làm thì quá trình đặt bu lông móng là một cái quy trình rất là quan trọng trong quá trình lắp đặt nhà thép. Thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, nhất là về khẩu độ và chính xác khi lắp dựng. Vì vậy là khi lắp dựng thì là bên Đông Á là phải có kỹ thuật công trình cùng với kỹ thuật toàn đạc. Thì là phải chính xác hoàn toàn về cái tim và cốt của bu lông móng. Thì sau này mình lắp dựng sẽ rất là chuẩn chỉ so với cái thiết kế. Đầu tiên là về trục này, cái trục. Thứ hai là về cao độ, là đảm bảo phải thống nhất và đồng nhất với nhau. Cái thứ hai là anh có thể về kích thước của cái bu lông này cũng anh cũng đã giới thiệu rồi. Thế về chất liệu của cái bu lông này thì có gì đặc biệt không anh? Cường độ cấp bền bu lông theo tiêu chuẩn JIT thì nó là phân ra các cấp là 4.8, 5.6, 8.8 đến 10.9 và 12.9. Thì đây là cấp bền này làm theo cái tiêu chuẩn của đấy là chịu trọng lực từ cái cột này xuống đây, đúng không anh? Và liên kết giữa hai cấu kiện với nhau. Thế thì đấy là trong cái phần bu lông và cái phần móng. Anh có thể giới thiệu qua một số những cái chi tiết về cái cột này không anh? Đây là hình, nó là hình chữ Y đây, đúng không anh? Cái cột này là hình chữ Y tổ hợp từ các thép tấm. Sau khi là mình mua thép tấm nhập khẩu về, chủ đầu tư đã nghiệm thu và thử chất liệu, thử kéo nén, thì là cho vào dây chuyền thì cắt nắn và tổ hợp, hàn tổ hợp lại, sơn làm sạch và sơn. Cái kích thước này đang là bao nhiêu anh nhỉ? Chiều rộng kích thước này là chiều rộng là 500, chiều cánh là 200, bụng là dày 6 và cánh là dày 8. Thì chất lượng về cái nguyên liệu đầu vào đấy đã được chủ đầu tư mang đi thí nghiệm và đã được kiểm tra sau khi mà cho sơn công trình, đúng không anh? Đúng. Cái thứ hai là về cái màu sơn. Màu sơn ở đây có gì khác biệt và ưu điểm của cái màu sơn này là gì anh? Thì
Sơn thì đặc tính của cái nhà này là được bao che toàn bộ nên là dùng cái sơn này, sơn gốc An Kít. Sơn dầu. Dạ. Thì là cái màu sơn thì là thông thường các nhà xưởng thì hay chọn những cái màu ghi sáng này. Dạ. Thì là trông nó vừa sạch và nó vừa sáng sủa. Dạ vâng. Thế tiếp theo xong cái phần cột này là chúng ta đến phần gì anh? Sau khi nắp dựng cột xong thì chúng ta sẽ nắp cái hệ chạy dầm cầu trục. Dầm cầu trục đúng không anh? Nằm ngang đây này. Mọi người có thể nhìn thấy dầm cầu trục là cái dầm nằm ngang đấy nhá. Đấy, anh giới thiệu chi tiết về cái phần đấy. Mọi người được nhìn. Cái dầm cầu trục này là để đỡ cái cầu trục 5 tấn. Dạ. Sau khi nhà máy hoạt động thì sẽ dùng những cái cầu trục để nâng hạ các thiết bị trong nhà máy. Dạ. Đấy thì hai bên luôn đúng không anh? Hai bên. Hai bên để đỡ cái cầu trục nằm ngang này. Dạ, cầu trục nằm ngang này, hai bên này. Thế là đỡ được cầu trục 5 tấn rồi đúng không anh? 5 tấn. Dạ, thì theo thiết kế nhà là 5 tấn. Vâng. Thì cầu trục này nâng cao là 6 m. Chiều cao nâng là 6 m. Dạ. Đấy, thì sau khi nắp dựng thì cột xong là nắp giằng cột và dầm cầu trục và hệ xà gồ của cột. Cái dầm cầu trục này liên kết với cột là cũng bằng bu lông hết đúng không anh? Tất cả các cấu kiện liên kết ở công trường hiện tại là toàn bộ dùng bu lông. Dạ vâng. Thì nó có ưu điểm là nhanh, gọn và nó không phải không ảnh hưởng đến chất liệu đã sơn sẵn từ trong nhà xưởng. Thế còn cái bên trên này, cái nằm chéo kia với kia là hệ xà gồ mái đúng không anh? Cái chạy dọc là hệ xà gồ và những cái chéo là hệ răng chéo mái để ổn định khung kết đó. Vâng. Thế còn những cái vị trí như đây nằm ngang giữa các cái vị trí cột với nhau và xuống đến phần này nó gọi là gì anh nhỉ? Đây cũng là hệ xà gồ thưng. Xà gồ thưng đúng không anh? Để mà bắn tôn bao che. Bắn tôn bao che vào. Còn phần dưới là chúng ta có thể làm cửa hoặc làm kết cấu gạch đúng không anh? Đúng rồi. Đấy thì đấy là một số những cái kết cấu mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn trong cái nhà thép tiền chế dùng để che chắn cho các cái thiết bị sản xuất điện nước ở cái khu vực Yên Dũng Bắc Giang này. Và anh cho em hỏi thăm thêm là cái phần thế vậy cái phần liên kết giữa móng như thế, móng với cột. Thế phần liên kết giữa cột với dầm. Và dầm với phần xà gồ đấy nó có khác nhau gì không anh? Cũng bằng vít đấy rồi. Trong thiết kế thì bu lông móng là 5.6 và các bu lông liên kết là 8.8. Dạ. Thì toàn bộ bu lông 8.8 này hàng nhập khẩu. Dạ. Có chứng chỉ xuất xứ. Dạ. Đấy thì trong quá trình làm thì bên nhà thầu là phải tính ra cái cường độ của bu lông và vặn cường độ vặn của bu lông và tính toán. Thì sau khi siết xong bu lông thì sẽ dùng cờ lên lực để kiểm tra lại xem cái độ siết đã đạt cái cường độ tính toán chưa. Dạ vâng. Đấy nghĩa là cái phần nào cần chắc thì chúng ta cho chắc đúng không? Không, nó vẫn theo tất cả theo quy định hết. Dạ vâng, đấy theo quy định đã tính toán kết cấu hết cả rồi. Đấy. Thì cái thứ hai là ở công trình này thì đã xong 70% rồi. Và phía đằng sau lưng tôi đây là cái tấm cách nhiệt đúng không anh? Cát tường. Đấy tại vì khi mà làm nhà kết cấu như này tuy là nó rất là cao, chiều cao từ đây lên trên đỉnh là bao nhiêu anh nhỉ? Chiều cao lên trên đỉnh nó vào khoảng 10 m. 10 m. Và lên đây cổ trục này là 6 m đúng không? Lên vai là 6 m. Dạ vâng. Thì chúng ta vẫn phải dùng cái cách nhiệt này tại vì trong đây là sau rất nhiều thứ đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, cần đảm bảo an toàn. Vâng. Đấy thì sau sẽ giải lên phía bên trên thôi. Thì đấy là sơ qua về những cái phần như là các cái bước quá trình thi công này, giới thiệu về các cái sản phẩm và các cái vật liệu cũng như những cái lưu ý trong từng phần mà chúng ta thi công được lên một cái công trình nhà thép ở đây. Thì công ty chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong, cũng là đơn vị dẫn đầu về các cái kinh nghiệm và những cái kỹ thuật thi công cho khách hàng toàn bộ cái hệ thống nhà thép tiền chế trên toàn bộ 63 tỉnh thành. Đấy, với những kỹ thuật và đội ngũ tay nghề cao. Đấy, sẵn sàng phục vụ trên 63 tỉnh thành. Đấy thì nếu mọi người đang có cái quá trình thắc mắc về từ thiết kế này tới kết cấu này, tới những cái kỹ thuật rồi những cái phương thức thi công ở dưới công trình hoặc là về những cái kiểm định đúng không anh? Thì mọi người hoàn toàn có thể là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới để chúng tôi có thể là tư vấn, hỗ trợ cho mọi người khi mà mọi người cần xây dựng những cái công trình nhà thép, nhà xưởng, nhà công nghiệp và thậm chí là những cái công trình như là nhà dân cũng có đúng không anh? Đấy thì bây giờ cái này là giải pháp rất là hiện đại và rất là hữu dụng, vừa có rất nhiều cái ưu điểm và mang lại cái giá trị kinh tế lớn. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ lần sau của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.
Thank you.